5 nguyên nhân khiến sách của Nguyên Phong bị nhiều người ghét. Có lẽ tác giả John Vũ, hay còn được gọi là Nguyên Phong, không còn quá xa lạ với các độc giả tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như Muôn Kiếp Nhân Sinh, Khởi Hành, Hoa Sen Trên Tuyết, với số lượng sách bán ra trên thị trường lên tới hàng trăm nghìn bản. Như một lẽ thường tình, càng được nhiều người quan tâm và tìm đọc, các tác phẩm của Nguyên Phong sẽ càng có nhiều người hâm mộ cũng như đánh giá và chỉ trích chúng. Chính vì thế trong video lần này, hãy cùng tác giả Thái Đức Phương tại Spider Room tìm hiểu 5 nguyên nhân khiến cho sách của Nguyên Phong bị công kích, phản đối rất nhiều trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội. Nguyên nhân đầu tiên, Nguyên Phong viết sách phóng tác, nhưng ngay từ đầu lại không thừa nhận rằng ông đã phóng tác. Trên website của First News, có thuật lại cơ duyên mà Nguyên Phong gặp được bản nguyên tác Hành Trình Về Phương Đông của Barrett T. Spalding và dịch nó ra tiếng Việt. Tôi xin phép được trích lại để cho các bạn khán thính giả hình dung rõ nhất. Riêng với quyển Hành Trình Về Phương Đông, có lẽ quyển sách này đã tự tìm đến ông khi ông vào thư viện của trường. Ngang khu sách tôn giáo thì thấy một quyển sách rơi trên lối đi. Ông nhặt lên, không nhìn xem đó là quyển gì, đi một vòng quay lại, lại thấy cuốn sách kia rơi trên lối đi. Ông nhặt lên và có nhìn xem tên quyển sách trước khi xếp nó vào giá. Đến khi mọi người đã vãn, ông đi lại khu sách cũ, lại thấy quyển sách kia nằm ngay ngắn giữa lối đi. Và cuối cùng, ông mượn về, đọc một mạch, đọc lại rồi đọc lại. Sau đó, dịch quyển ấy ra tiếng Việt với tên Hành Trình Về Phương Đông như các bạn đã thấy hiện nay. Đối với tôi, câu chuyện một quyển sách tự tìm đến dịch giả đã được kể nói tới ở trên là bịa đặt. Tại sao tôi lại có nhận định như vậy? Tôi xin phép được dẫn chứng trích đoạn từ một bài viết của ông Nguyễn Văn Phước, CEO của First News rằng: không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách có số phận khá ly kỳ. Trong phần tái bản mới có ghi, xuất bản lần đầu ở Ấn Độ năm 1924, Hành Trình Về Phương Đông đã gây tranh cãi không chỉ ở nước Anh mà ngay cả ở châu Âu và Mỹ. Sau đó, vì tự ái và sĩ diện, chính phủ Anh cấm phát hành cuốn sách này ở Anh Quốc. Rồi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, cuốn sách không còn được tái bản nữa và thất lạc. Có người cho rằng, rất có thể, chính Nguyên Phong là tác giả của cuốn sách, đã viết phóng tác theo sự trải nghiệm tiềm thức của mình. Vì một lý do nào đó ông đã không thừa nhận điều này, rất có thể khi phóng tác còn khá trẻ, mới 24 tuổi, bản chất khiêm nhường, không muốn để tên mình là tác giả mà mượn tên Barty Spalding và để mình là người dịch. Thế nên mới có sự biến mất bí ẩn của tác giả, và ngay cả nguyên tác cũng không lưu lại ở bất cứ thư viện lớn nào trên thế giới. Tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ với giáo sư nếu điều lý giải này là đúng. Vì trước đây khi còn trẻ, khi dịch hoặc là biên tập sách, tôi thỉnh thoảng có đưa vào một số câu châm ngôn mình nghĩ là khá độc đáo, hợp ngữ cảnh nhưng không dám để tên mà đều ghi là khuyết danh, xin bạn đọc lượng thứ. Theo những chia sẻ này, ban đầu Nguyên Phong đã phóng tác nhưng không thừa nhận. Các độc giả không tìm ra bản nguyên tác nên đã dấy lên thắc mắc. Thế là sau đó, trong phần tái bản mới, các câu chuyện bên lề được bịa ra thêm để hợp lý hóa, khiến cho người ta tin tưởng hơn. Sau khi đọc cuốn Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong, nhiều người tưởng đó là một câu chuyện có thật, được ghi lại bởi các nhà khoa học của Hoàng gia Anh. Rồi sau đó phát hiện ra nó chỉ là một cuốn sách hư cấu, được Nguyên Phong viết dựa trên một cuốn sách hư cấu khác. Nhiều độc giả có cảm giác như là bị Nguyên Phong chơi khăm và giật mũi. Nguyên nhân thứ hai, Nguyên Phong dẫn chứng thông tin sai lệch. Việc Nguyên Phong dẫn chứng thông tin sai đã được nhắc đến rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Các bạn có thể vào Facebook và tìm theo hashtag Giải Độc Nguyên Phong để đọc loạt bài viết về chủ đề này. Việc Nguyên Phong dẫn chứng thông tin sai theo tôi thì có hai giả thiết. Thứ nhất, ông rất tin tưởng vào trí nhớ của mình hoặc những câu chuyện ông đã đọc mà không kiểm tra kỹ càng. Đây là một sai sót rất kỳ lạ đối với một người làm khoa học như tác giả Nguyên Phong. Và thứ hai, ông cố ý bóp méo thông tin để khớp với những kết luận có sẵn của ông. Việc này chắc chắn không được người có tinh thần khoa học ủng hộ. Nhưng người theo hệ tâm linh thì có thể là sẽ có những ý kiến khác. Tất nhiên đây là giả thiết của cá nhân người viết. Việc đòi hỏi những luận điểm khoa học trong một cuốn sách tâm linh thì nghe có vẻ là một yêu cầu quá khó. Nhưng sách tâm linh dẫn chứng thông tin sai lệch thì lại là một vấn đề khác. Vấn đề thứ ba, Nguyên Phong kể chuyện quá giáo điều. Trong các tác phẩm của tác giả Nguyên Phong, không thể thiếu vắng nhân vật nhà hiền triết. Chính họ đã tạo ra một bầu trời đạo lý cho các tác phẩm. Đặc điểm chung của kiểu nhân vật này là nói đạo lý rất nhiều. Nhưng nói đạo lý là điều đi ngược lại với cả nguyên tắc Show Don't Tell trong nghệ thuật kể chuyện. Tôi không nói Nguyên Phong sai,
nhưng cách viết của ông khiến cho diễn biến của câu chuyện tự nhiên thiếu tự nhiên, người đọc bị đứt mạch cảm xúc và bội thực đạo lý, điển hình là trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh. Cá nhân tôi không ngộ ra được điều gì mới sau khi đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đạo lý trong cuốn sách này chẳng có gì mới mẻ. Tu tâm dưỡng tính, gieo nhân gặt quả, đầu thai làm súc vật để trả nghiệp và báo ứng. Cốt truyện cho dù ly kỳ cỡ nào, đạo lý dù có nói cao siêu tới đâu, nhưng nói đạo lý nhiều quá thì sẽ biến câu chuyện này từ hay thành chán, thành rườm rà và lê thê. Hiện Muôn Kiếp Nhân Sinh đã ra đến tập thứ 3, không rõ là có bao nhiêu tập thì mới đủ muôn kiếp. Từ đây tôi nhớ tới mấy câu của cụ Nguyễn Duy Cần như sau. Tiếng đàn hay là hay ở dư âm. Lời nói hay là lời nói vắn tắt mà hậu ý thâm trầm man mác. Voltaire đã từng nói, cái mật pháp để làm cho dễ chán là nói tách bạch ra tất cả. Với cách kể chuyện ngột ngột đạo lý của Nguyên Phong trong Muôn Kiếp Nhân Sinh, những người đọc đã quen đọc văn của ông thì không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng đối với những người muốn thưởng thức một câu chuyện ly kỳ, cuốn hút giống như là những gì được quảng cáo thì họ lại cảm thấy câu chuyện này khá là dài dòng và giả tạo. Nguyên nhân thứ tư, Nguyên Phong nói đạo lý, kể chuyện nhân quả nhưng lại tham gia vào các dự án chế tạo vũ khí chiến tranh. Trong cuốn hồi ký Một Thời Oan Trái của nhà văn Phan Lạc Tiếp, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, có bài kể về cuộc gặp gỡ với dịch giả Nguyên Phong trên đất Mỹ. Trong bài Một Làn Gió Tinh Khôi, tác giả Phan Lạc Tiệp đã trích dẫn một câu của Paul Wood viết về Nguyên Phong, được người viết tạm dịch như sau. Vũ gia nhập Boeing vào năm 1987 với tư cách là chuyên viên cấp cao phân tích máy tính trên hệ thống CATIA, hỗ trợ sự phát triển của Boeing 777. Hiện ông đang làm nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ phần mềm, dẫn đầu quy trình cải tiến phần mềm và tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm trên toàn công ty. Ông là kỹ sư chính về hệ thống dẫn đường của tên lửa hành trình Tomahawk và là giám đốc kỹ thuật của các hệ thống điện tử hàng không cho máy bay chiến đấu F-15 và AH-64, trực thăng Apache. Nguyên Phong đã làm kỹ sư cao cấp cho hãng Boeing trong hơn 20 năm. Việc ông làm cho các dự án chế tạo tên lửa chiến tranh, máy bay chiến đấu không có gì là khó hiểu. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với triết lý nhân quả mà ông muốn lan tỏa, khiến cho thông điệp cho các tác phẩm của ông trở nên sáo rỗng. Nguyên nhân thứ 5, sự PR quá lố của nhà buôn sách. Đây là cảm nhận của cá nhân tôi. Kể từ khi cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 1 được xuất bản, nó đã được PR, seeding, quảng cáo rất nhiều trên các mạng xã hội. Dưới đây là một số nhận xét của những người nổi tiếng về Muôn Kiếp Nhân Sinh mà tôi liệt kê. Ông Phạm Thanh Hưng, hay còn được gọi là Shark Hưng, chia sẻ rằng ai cũng nên đọc cuốn sách này, thực sự đây là một cuốn sách gây mất ngủ. Nhà văn Trang Hạ chia sẻ, đây là một cuốn sách đặc biệt có sức cuốn hút, mà một khi đã cầm lên thì bạn sẽ phải đọc một mạch, không bỏ xuống được. Tôi khuyên các bạn nên đọc sách từ sớm, kẻo sẽ thức đến sáng. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ rằng, nếu chưa từng đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh thì bạn không phải là một fan của văn hóa đọc. Thậm chí sau đó Muôn Kiếp Nhân Sinh còn được quảng cáo là có phiên bản khổ nhỏ, bìa cứng, bìa da limited, phiên bản tiếng Anh, vân vân. Ca ngợi một cuốn sách quá nhiều sẽ tạo ra kỳ vọng lớn cho người đọc. Nhưng như tôi đã trình bày ở nguyên nhân số 3, cách kể chuyện của Nguyên Phong gây mất cảm hứng với những độc giả đang kỳ vọng về một cuộc phiêu ly kỳ, hấp dẫn và mới lạ. Khi khách hàng thất vọng với sản phẩm đã mua thì cảm giác như là mình bị lừa, và họ có cảm xúc tiêu cực về sản phẩm ấy lẫn người tạo ra sản phẩm ấy. Có một ông buôn sách lên bài chê độc giả nào không nhận ra sự vi diệu của Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đây là kiểu tư duy đặc trưng của cái tôi tâm linh. Thấy ai chê cuốn sách tâm linh mà họ thích thì họ sẽ hạ cấp người đó xuống bằng cái thứ văn mẫu. Do bạn thiếu trải nghiệm, do chưa đủ yêu thương, chưa đủ trình độ, chưa đủ kết nối, chưa đủ tin tưởng, chưa đủ trí tuệ, ngộ tính kém, vân vân. Đây chính là tấn công cá nhân. Việc họ tấn công cá nhân người khác đã thể hiện trình độ tâm linh của họ sau khi đọc cuốn sách này. Bên cạnh sự quảng cáo quá lố dành cho cuốn sách, truyền thông Việt Nam cũng thổi phồng năng lực của Nguyên Phong. Như giáo sư John Vũ nằm trong top 10 người sáng tạo nhất thế giới. Giáo sư John Vũ đã viết trên 10.000 bài viết đăng trên blog Science Technology. Tôi nghĩ mãi mà cũng không hiểu xem họ thêm thắt như thế để làm gì, trong khi Nguyên Phong vốn đã có một sự nghiệp rất đáng ngưỡng mộ rồi. Phàm cái gì quá lố sẽ gây tác dụng ngược. Cá nhân người viết bài này đang trăn trở với câu hỏi, thứ đạo lý được xây dựng trên sự bịa đặt có giúp người theo hệ tâm linh ngộ ra chân lý, đạt được sự thức tỉnh hay là không? Hay chỉ là giúp nhà buôn sách kiếm thêm được tiền, tác giả kiếm được fame và người đọc được nâng cái tôi tâm linh lên một đẳng cấp mới?
Trên đây là 5 kiến giải của tác giả Thái Đức Phương cho lý do vì sao có một số nhóm người phản đối các tác phẩm của Nguyên Phong. Theo các khán thính giả, còn lý do nào khiến cho sách của tác giả Nguyên Phong gây tranh cãi? Hãy để lại ở dưới phần bình luận video chúng mình biết nhé. Trước khi kết thúc video, chúng mình xin phép được gửi tới các bạn một số bình luận của các độc giả tại website Spider Room để các khán thính giả đang lắng nghe có thêm những góc nhìn mới và bao quát nhất. Độc giả có tên Ki Vay đưa ra nhận xét: mình mới chỉ đọc phần 1 của Muôn Kiếp Nhân Sinh, vì theo như các lời giới thiệu và PR thì thực tế bản thân mình không thấy nó hay đến cái mức thần thánh như vậy. Nói về việc riêng cuốn sách có vài ý kiến trái chiều hoặc cho là anti thì cũng xin nói rộng hơn về toàn bộ các cuốn sách. Nếu cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh này được xếp vào danh mục tiểu thuyết và nội dung PR cho cuốn sách ở một mức độ phù hợp, không cần thần thánh hóa quá mức thì cuốn sách sẽ ít bị anti đi nhiều, hoặc nói cách khác, tỷ lệ người công kích cuốn sách sẽ giảm đi rất nhiều. Về triết lý nhân sinh, tác giả đưa ra nhiều câu chuyện không dễ kiểm chứng, nhưng lại xem đó là hiện thực. Và đúng thật là quá dài dòng và không có hồi kết. Đọc xong phần 1, mình khá hụt hẫng so với những lời PR trước đó. Độc giả có tên Mai Dạ Phúc Ca chia sẻ rằng: sách thì có khen có chê là bình thường, nhưng nhiều người đặc biệt ghét sách Nguyên Phong có lẽ không phải vì bản thân cuốn sách, mà là vì đội ngũ fan cuồng rất hung hăng càn quấy. Họ chuyên môn công kích cá nhân, bất chấp lý lẽ bằng chứng, ngụy biện đánh lạc hướng, hỏi một đằng nói một lẻo rất giỏi, lật mặt cũng rất nhanh. Câu trước nói đạo lý trong sách, câu sau có thể chửi luôn, nhưng lại tỏ ra cái vẻ cao thượng. Nói chung là rất không phụ lòng chữ cuồng trong fan cuồng. Độc giả có tên Con Mèo Free đưa ra ý kiến: cá nhân mình đã đọc 2 phần của Muôn Kiếp Nhân Sinh và muốn chia sẻ chút cảm nhận riêng của mình. Đầu tiên, mình thấy cuốn sách này viết khá cuốn, không đến mức khó đọc. Thứ duy nhất mình thấy có thể gây tranh cãi là hoài nghi là dẫn chứng được Nguyên Phong đưa vào trong sách, nhưng về sau mình cũng không quan tâm lắm. Nếu là một người duy lý nhiều thì đây thực sự là một vấn đề lớn. Có một thứ làm cho mình ấn tượng và quan tâm hơn là thứ mà tác giả muốn truyền đạt thông qua mấy quyển sách của ông ấy. Thật sự thì cái thứ đạo lý mà mọi người hay gọi ở trong đó, cá nhân mình nghĩ nên cảm nhận nhiều hơn là dùng lý trí. Nếu thực sự cảm nhận, dù dẫn chứng có thể sai lệch, nhưng người đọc vẫn sẽ cảm thấy được con đường mà tác giả hướng đến. Tuy nhiên, việc sách của ông nặng đạo lý là sự thật. Về sau mình không đọc thêm nữa vì thấy lý thuyết đó không giúp mình phát triển thêm trên con đường của mình. Và đó là toàn bộ những ý kiến mà Spider Room Book chúng mình muốn truyền tải tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room Book, còn mình là Pink Dot. See ya!